Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong thời lượng của tin mới. Hãy cùng dành ra ít phút mỗi ngày để lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đã diễn ra trên kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 15 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, mực nước của Guangzhaba, dòng chính của sông Hoài, đánh thức giấc ngủ của mọi người và nhiều đồng chí đã thức trắng đêm để hộ đê phòng tránh lũ. Guangzhaba là hàng rào kiểm soát lũ của sông Hoài Hà. Trên đó là thượng nguồn của sông Hoài Hà và có mực nước 178m từ sáng ngày thứ Hai đến sáng ngày thứ Ba hôm 14 tháng 9. Quốc phòng nhà nước đã tổ chức tổng cộng 5 hội nghị. Trọng tâm của cuộc họp là có nên kích hoạt khu vực chứa lũ Menhua hay không. Khu vực chứa lũ Menhua là hàng rào kiểm soát lũ lụt đầu tiên của sông Hoài Hà, bao gồm 157.800 người và 180.000 hecta đất canh tác. Theo kế hoạch, phòng chống lũ lụt sông Hoài Hà đã được Quốc vụ viện phê duyệt khi Guangzhaba đạt đến mức nước lũ 29,3m và mực nước tiếp tục dâng cao. Khu vực chứa lũ Menhua sẽ được mở cửa tùy theo điều kiện của mực nước, lượng mưa và điều kiện kỹ thuật. Trên Lê, Phó Tổng Tư lệnh Bộ Quốc phòng kiêm Bộ trưởng Bộ Nguồn nước đã chủ trì Phòng Thương mại Tổng cục Quốc phòng để nghiên cứu các vấn đề liên quan đến việc sử dụng lũ lụt trong khu vực lưu trữ lũ Menhua và cân nhắc những ưu và khuyết điểm, rất khó để đưa ra các quyết định điều hành và kiểm soát lũ. Cái khó là có một số lượng lớn người dân sống trong vùng chứa lũ, cần phải đưa ra các quyết định một cách khoa học và thận trọng. Khó khăn trong việc ra quyết định lập kế hoạch kiểm soát lũ còn thể hiện ở việc dự báo và dự báo điều kiện mực nước và mưa. Các bộ phận thủy văn và khí tượng đang theo dõi tình trạng mực nước và mưa trong thời gian thực 24 giờ một ngày và tính toán xúc tiến đỉnh lũ cũng đang được thực hiện nghiêm túc. Bạn có thể tính toán lại được không? Độ chính xác sẽ chính xác hơn. Mỗi khi phòng thương mại họp lại có những yêu cầu mới về số liệu dự báo nhằm kịp thời và chính xác hơn. Sau nhiều lần tính toán và xác minh, đến 8 giờ ngày 14 tháng 9, Cục Thủy văn kết luận mực nước Guangzhaba sẽ đạt mức tiểu lũ 29,3m vào khoảng 12 giờ ngày 14 tháng 9. Đỉnh lũ 29,6m sẽ xuất hiện ở Guangzhaba vào khoảng 14 giờ ngày 15 tháng 9. Mực nước vượt quá mực nước đảm bảo 0,3m. Theo dự báo về điều kiện nước và mưa trong những ngày tới, cơ quan quốc phòng đã kết luận rằng nếu mực nước của trạm Guangzhaba vượt quá 29,3m và không có sự phân bố lũ, các con đê gần Guangzhaba đều sẽ vượt quá mực nước đảm bảo. Nếu mực nước của Guangzhaba lên đến 29,6m, các con đê ở các khu vực đất đá Huanggang và Chenda có thể bị tràn. Diện tích đất canh tác ở khu vực bãi biển ngập lụt sẽ tăng thêm 380.000 hecta. Khi đỉnh lũ di chuyển về phía hạ lưu, mực nước tại Wendangwan sẽ đạt hoặc vượt mức nước đảm bảo 26,5m. Điều này sẽ làm tăng mối đe dọa đến an toàn của các tuyến kè quan trọng như kè Huabei và tăng khả năng mở vùng chứa lũ ở hạ lưu bên dưới Guangzhaba. Sau nhiều lần tham vấn chung với Tổng cục Quốc phòng, Ủy ban Hoài Hà, Hà Nam, An Huy và các ý kiến chuyên gia đã được tổng hợp, cân nhắc thượng nguồn và hạ lưu, cân nhắc ưu nhược điểm và cuối cùng khu vực chứa lũ Menhua đã được quyết định một cách dứt khoát. Lúc 11 giờ 05 phút trên Lê, Phó Tổng Tư lệnh Bộ Quốc phòng kiêm Bộ trưởng Bộ Thủy lợi công bố lệnh điều động phân lũ Menhua. Tại thời điểm này, mực nước của Guangzhaba đã đạt 29,38m, vượt quá mực nước đảm bảo 0,08m. Và lúc 12 giờ 30 phút, lệnh mở các cổng phân phối lũ được đưa ra. Liu Gang, Giám đốc Văn phòng Quản lý cổng Guangzhaba, nhấn nút mở các cổng. Lúc 12 giờ 40 phút, 13 cổng của cổng Guangzhaba đều được mở, lũ tràn ra từ dưới cổng và tràn vào vùng đất rộng 180.000 hecta ở khu vực chứa lũ Menhua. Điều này được hiểu rằng việc kích hoạt bộ phận lưu trữ lũ Menhua sẽ làm ngập 180.000 hecta đất canh tác trong khu vực, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của 157.800 người và gây thiệt hại lớn về kinh tế. Di Bình, Giám đốc Sở Tài nguyên nước tỉnh An Huy cho biết, việc sử dụng vùng chứa lũ Menhua để kiểm soát lũ sông Hoài Hà chủ yếu thể hiện ở 4 khía cạnh. Thứ nhất, nó trực tiếp làm giảm đỉnh lũ đầu tiên của sông Hoài Hà vào An Huy, từ Guangzhaba được dự đoán là 29,7m. Sau khi mở cổng, nó đã từng giảm xuống 29,4m. Thứ hai, nó đóng một vai trò nhất định trong việc điều chỉnh mực nước lũ ở phần giữa và thượng lưu của Hoài Nam, tỉnh An Huy, và nó có thể giảm khoảng 10cm cho đến Zhejiangwan, áp lực kiểm soát lũ lên Hồ Tây, đoạn Linh Quang và phần trên của đê Huibei. Thứ tư, rủi ro do hoạt động của mực nước cao trong thời gian dài của đập Menhua Seaker là giảm rất lớn.
Từ 20 giờ ngày hôm trước, khu vực chờ lũ Menhwa đã được đưa vào tình trạng khẩn cấp. Giao thông đường bộ trong khu vực chờ lũ đã được kiểm soát. Đến 5 giờ ngày 14 tháng 9, 3.684 nhân khẩu thuộc 1.257 hộ và 3.684 nhân khẩu sống trong vùng không an toàn trong vùng lũ đã được chuyển đến khu vực an toàn. Đồng thời, 6,85 tấn xăng, 12 tấn dầu diesel và 1,23 tấn thuốc bảo vệ thực vật đã được chuyển trong khu vực kho chứa. Từ 7 giờ đến 8 giờ, quận, huyện, thị xã tổ chức kiểm kê theo kiểu kéo lưới. Phóng viên được biết, người dân ở khu vực chờ lũ Menhwa hiện tâm trạng đã ổn định. Ngoài Quang Gia Bá, việc kiểm soát lũ ở Hồ Hồng Dê cũng đang bị áp lực lớn. Vào lúc 8 giờ ngày 14 tháng 9, tổng lưu lượng vào Hồ Hồng Dê đạt 11.355 m3 trên giây. Lưu lượng lớn thứ 3 vào hồ kể từ khi thành lập Trung Quốc mới, Hồ Hồng Dê vượt qua mức nước cảnh báo 0,29 m. Nước vào sông tiếp tục lũ lên cao, mực nước Hồ Kim Ngưu là 11,51 m, vượt mực nước cảnh báo 1,01 m, đứng thứ 3 trong lịch sử. Theo lệnh kích hoạt kênh phân phối lũ ra biển của tướng phòng thủ sông Hoài, Bộ Quốc phòng tỉnh Giang Tô đã mở các cửa mới của sông Enhe vào lúc 12 giờ ngày 14 tháng 9 cho phép kênh dẫn nước vào xả lũ. Trong những năm gần đây, cả nước không ngừng tăng cường nỗ lực kiểm soát sông Hoài Hà, ai cũng quan tâm khả năng kiểm soát lũ của sông Hoài hiện nay như thế nào. Giang Ji Tông, Phó Giám đốc điều hành Văn phòng Quốc phòng cho biết hiện nay, 9 trong số 19 dự án kiểm soát sông Hoài trọng điểm đã hoàn thành và khả năng chống lũ của sông Hoài đã được cải thiện đáng kể. Đối với khu vực lưu trữ lũ Menhwa, mực nước đảm bảo của cổng Quang Gia Bá trong những năm 1950 chỉ có thể đạt khoảng 28 mét. Sau năm 2003, nhà nước đã đầu tư rất nhiều tiền vào việc tái củng cố cổng Quang Gia Bá và gia cố các kè xung quanh, xây dựng 129 đập và 4 hồ chứa được gia cố, giúp cải thiện đáng kể khả năng kiểm soát lũ của khu vực này. Năm nay, mực nước đảm bảo của Quang Gia Bá đã được nâng lên 29,3 mét. Mức tăng 0,3 mét này đánh dấu sự cải thiện năng lực kiểm soát lũ. Tuy nhiên, việc kiểm soát lũ của sông Hoài không phải là một sự yên tâm. Giang Ji Tông nói rằng tiêu chuẩn kiểm soát lũ hiện tại cho thượng lưu sông Hoài Hà chỉ có thể đạt một lần trong 10 năm. Vấn đề về các hồ chứa nguy hiểm là nổi bật. Hiện tại có 5.700 hồ chứa trên lưu vực sông Hoài Hà, trong đó 40% đang ở mức nguy hiểm. Trong đó 18 trong số 36 hồ dung tích lớn là hồ nguy cấp, chiếm 50%. Các hồ chứa Mesan, Xiong Dian, Li Xuan và Xiahu có liên quan mật thiết đến việc điều tiết và kiểm soát lũ Huê Hê. Ngoại trừ hồ Suya đều là những hồ chứa nguy hiểm và không thể phát huy hết vai trò của chúng trong việc kiểm soát lũ. Dự án Linh Hoa Gang đã hoàn thành và kênh dẫn biển chủ yếu có lợi cho việc kiểm soát lũ ở trung và hạ lưu sông Hoài Hà. Theo dự báo thời tiết, trong những ngày tới, một đợt mưa mới sẽ xảy ra ở thượng và trung lưu sông Hoài Hà. Trong vài ngày tới, công tác kiểm soát lũ lụt ở Hoài Hà có thể phải đối mặt với những thách thức gay gắt hơn. Trận lũ Hoài Hà năm nay có 3 đặc điểm. Thứ nhất, lượng mưa lớn và trên diện rộng. Kể từ mấy ngày nay, hơn 90.000 km vuông các khu vực trên lưu vực sông Hoài Hà đã nhận được lượng mưa lớn hơn 300mm, chiếm 1/3 diện tích lưu vực sông, lượng mưa lớn gấp 1-2 lần so với bình thường. Thứ hai, lũ lụt đến dữ dội và dâng lên nhanh chóng. Từ hơn 10 ngày nay, mực nước của Quang Gia Bá đã tăng lên 9m. Nếu lũ không được phân phối, mực nước của Quang Gia Bá sẽ đạt mức cao nhất kể từ năm 1991. Thứ ba là bờ kè tiềm ẩn nhiều nguy hiểm do áp lực nước rất lớn. Mặc dù các tuyến kè chính của sông Hoài Hà chưa gặp nguy hiểm lớn, nhưng hiện có 212 mối nguy hiểm ở các nhánh chính và phụ lưu của sông Hoài Hà ở các tỉnh Hà Nam và An Huy, đặc biệt là sông Hồng Ru đã vượt quá mực nước đảm bảo. Những tình huống này đã làm tăng thách thức đối với việc kiểm soát lũ ở sông Hoài Hà. Vừa qua, một đợt mưa trên diện rộng và cường độ cao đã xảy ra trên lưu vực sông Hoài Hà. Toàn bộ dòng chính của sông Hoài Hà đã vượt mức cảnh báo. Kể từ năm 2003, một trận lũ lụt trên toàn lưu vực lại xảy ra. Mực nước tại đoạn Quang Gia Bá đến 11 giờ ngày 14 tháng 9 là 29,38 m, hơn mực nước đảm bảo là 0,08 m và tiếp tục dâng cao. Hui Liang Yu, Ủy viên Cục Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Thủ tướng Quốc vụ viện kiêm Tổng tư lệnh Bộ Chỉ huy Cứu trợ hạn hán và Kiểm soát lũ lụt quốc gia, đã chủ trì cuộc họp khẩn cấp tại Văn phòng Trung tâm Chỉ huy Quốc gia vào sáng ngày 14 tháng 9. Chỉ huy Quốc phòng An Huy và Giang Tô đã tiến hành tham vấn khẩn cấp
phân tích toàn diện điều kiện mưa và nước của sông Hoài Hà và các dự án tích nước, quyết định sử dụng khu lưu trữ lũ Mên Qua để lưu trữ lũ lụt và thực hiện các thỏa thuận khác để kiểm soát lũ lụt, giảm nhẹ thiên tai và cứu trợ thảm họa ở lưu vực sông Hoài Hà. Tất cả các khu vực dọc sông Hoài Hà cần nghiêm túc thực hiện tất cả các công việc chuẩn bị và dốc hết sức để đối mặt với những trận lũ lớn hơn có thể xảy ra. Ban Chỉ huy phòng thủ sông Hoài Hà đã ra thông báo khẩn, yêu cầu tất cả các tỉnh trong khu vực nhận thức đầy đủ mức độ nghiêm trọng của tình hình phòng chống lũ lụt hiện nay, chuẩn bị đầy đủ về tư tưởng, tổ chức và vật chất để chống lũ lụt lớn và các trận chiến lâu dài trên lưu vực. Theo phân tích dữ liệu khí tượng, vùng mưa lớn liên tục trong vài ngày tới có khả năng di chuyển về phía đông nam lưu vực sông Hoài Hà. Lũ các sông hồ thuộc hệ thống nước Wehe-Jijushi và hồ Hongje sẽ tăng lên và đạt đỉnh. Hiện tại, Cục Quản lý Bảo tồn nước Jijushi thuộc Ủy ban Hoài Hà đã liên tiếp kích hoạt một số dự án bảo tồn nước để kiểm soát lũ lụt theo yêu cầu của Cục Phòng chống và Kiểm soát sông Hoài Hà. Theo tình hình kiểm soát lũ lụt trong tương lai, Ban Giám đốc Quốc phòng Sông Hoài cũng sẽ xem xét tổng thể với Giám đốc Quốc phòng Giang Tô, lập lịch trình khoa học và thực hiện các biện pháp như chia Hoài Hà thành Di để giải phóng lũ sông Hoài Hà càng sớm càng tốt, giảm áp lực điều tiết lũ trên dòng chính sông Hoài, bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.